Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 và diễn đàn tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Chia sẻ tại lễ phát động, đại diện Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương nhấn mạnh, tiết kiệm điện năng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp giảm áp lực trong việc khai thác, chế biến và cung ứng các dạng năng lượng, giúp cải thiện hiệu quả nền kinh tế, đồng thời đảm bảo an ninh cung ứng điện quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi về chủ đề tiết kiệm năng lượng được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, hướng tới mọi đối tượng không phân biệt vị trí địa lý, lứa tuổi. Cuộc thi là tiền đề đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Tại lễ phát động, diễn đàn tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đã được tổ chức. Diễn đàn đã cung cấp thông tin đa chiều trong việc thực thi hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp, chính sách quản lý của nhà nước, thực tế triển khai, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp.